lưu thông rất là tiện lợi dễ, không có phải xe rồi lên đồi lên núi này mà. Như Âu Châu vậy đó, hiện giờ Âu Châu nó liên bang Âu Châu nó thông với nhau chạy nhẹ. Thì Á Châu mình có thể làm được, hiện giờ nó đã làm được thì sau này nó cũng như sức, chỉ vì cái thể chế giữa cộng sản với quốc gia rồi là trung cộng rồi này nọ, cho nên nó có sự ngăn ngại. Còn Âu Châu nó thống nhất một khối của nó NATO, nó làm chạy xuyên không qua bển, nó không đi từ nước này qua nước kia, hình như 15-20 phút rồi tới. Thì Á Châu mình cũng sẽ như vậy thôi. Bây giờ Á Châu mình nước nào là nước top nhất sư phụ bên Á Châu? Nước Việt Nam. Nước Việt Nam, dạ. Yeah. Top nhất, nhưng mà top nhất trong tương lai. Dạ. Yeah. Còn bây giờ là hạng bét nhất trong tương lai. Giờ dân vẫn đang thổ, nhưng mà trong tương lai á, là cơ trời á, là nước Việt Nam là top nhất. Top nhất. Liên bang. Yeah. Những nước kia sau này á, nó sẽ xin gia nhập thành một cái... tiểu bang của nước Việt. Wow. Vậy sư phụ nghĩ bao nhiêu năm nữa nước Việt Nam mình mới trở thành cường thịnh hả sư phụ? Trong đời của sư phụ sẽ xong hết. Vậy sư phụ nói những nước lân cận họ muốn gia nhập có nghĩa là họ muốn trôi vô cái nước Việt hay là họ muốn chỉ là làm một cái... Nào, sư phụ là con trời. Mục đích sư phụ xuống đây không phải là chỉ riêng cái nước Việt bé tí này đâu, mà cả cái trái đất sẽ chuyển từ cái chuyển cái trục từ khổ của quả địa cầu xanh thành sướng của quả địa cầu, nâng cái lên 4D 5D của quả địa cầu, tức là cái dimension rồi. Và đồng thời mẹ nói tại hồi xưa năm 2017 lúc mà sư phụ lập cái bàn thắng đầu tiên á, mẹ nói sau này sư phụ sẽ thống nhất 100 bộ lạc hết Việt, nó có Mân Việt là người giống như người Hồng Kông, rồi nó có Âu Việt, rồi nó có cái gì á một đống mà hồi giờ họ đang là người Tàu. Thì sư phụ sau này sẽ gom hết những nhà sử học á, đem cái đó khơi lên lại, rồi từ đó đó sư phụ là con trời nước Việt, là sau này đổi thành thiên Việt là con trời người Việt. Hiện trăm họ Việt á, họ tự hào cũng là con của ông trời, từ đó họ gia nhập. Còn bây giờ á, là cái chữ Việt Nam á, là do vua Càn Long Mãn Thanh làm cho mình, cho cái nước mình nó giống như miền Nam nước Việt nhỏ nhỏ giống như một cái tỉnh lỵ vậy đó, thành cái tên nước quan trọng khi người ta gọi, con hiểu không? Vậy sau này cả thế giới sẽ biết nước Việt Nam mình là nước thiên Việt hả sư phụ? Dạ, con trời khai xanh. Dạ. Thiên khai á, trong mấy tấm kênh đó là sư phụ á. Đâu quốc gia nào trên quả địa cầu này mà được con của Thượng Đế xuống để mà sáng lập đâu. Thì nước Việt. Còn giống như người mà sáng lập đây ông Columbus, ông cũng là người phàm đó hả? Ra nước Mỹ, ông trò quay xanh, ông cũng là một vị thần thôi. Còn bên Nhật thì cái người sáng lập là ai cũng biết, nhưng mà không có quốc gia nào mà con trời chứ. Nước Việt á là vừa có cái đạo là quan trọng, đâu phải nước nào cũng thành lập đạo được, đạo đâu phải dễ thành lập. Yeah. Vậy là Do Thái hồi xưa cũng là Chúa Giêsu xuống, nhưng mà Chúa Giêsu không phải là người sáng lập nước Do Thái hả sư phụ? Thông minh nhất là Do Thái, sau này người Việt Nam mình nó cũng là thông minh nhất. Ừ. Những cái sau này 6 triệu người về đem tất cả những cái khôn tinh túy của thế giới về nước Việt, thì thế hệ sau là khôn lại. Bây giờ không thấy Việt Nam chẳng qua nó không có chuyện mình làm, nó sáng chỉnh chiều lai rai, chứ còn nếu mà có việc làm tụi nó cũng khôn lắm. Ừ. Người Việt Nam mình hiện giờ nè, bằng chứng là đi lao động quốc tế cực khổ, chịu lạnh chịu
mà cũng để dành tiền về Việt Nam, cũng làm được việc thì người ta Nhật đồ Nam Hàn đồ nó mới cho lao động. Tại sao nó không cho lao động Thái Lan nè, mấy những cái nước miền Lào đi? Tại vì cái hand skill với cái thông minh của người Việt, mấy đứa nhỏ bệnh con nó đã hơn mấy đứa kia rồi, IQ nó là cao rồi. Bây giờ chẳng qua nó sanh chưa có đúng thời đúng lúc, nó phải chờ thôi. Yeah. Nó giờ dạng giống như kiểu hàng tính luồn chôn đi, đừng có sưng hô gì hết. Thì tương lai nó có sẵn khôn nhưng mà nó chưa có gặp đúng đúng lãnh đạo, đúng thời đúng lúc. Vậy là giới trẻ Việt Nam sau này là sẽ có một cái tương lai rất là rực rỡ hả sư phụ? Một quốc gia nào mà Thượng Đế gãi một đống Phật, Thánh, Tiên, thêm con của Thượng Đế xuống nữa thì con nghĩ quốc gia nó là xương là thứ dữ, đúng không? Chứ bây giờ ở đây mấy trăm quốc gia sao cha không bỏ sư phụ nằm ở bên Phi Châu, hay là bỏ Đức Thầy nằm ở bên Arab Saudi gì đi, tại sao cái gì cũng vô nước Việt hết vậy? Tại sao bữa giờ trong gần 5 năm nay bao nhiêu chuyện biến đổi xáo trộn về xã hội, về thời tiết trên thế giới, đâu có nhà tiên tri nào mà hiện hữu đang sống mà có thể nói chuyện được, có mình cái bộ thôi. Nó phải là một cái sự việc, một cái sự thay đổi và một cái ấn lệnh lớn thì những cái người cõi trời mới xuống đó, mới đầu thai vô nước Việt ở thời này. Và đồng thời trước khi có sự thay đổi thì phải cho một đống thủy ngu dốt lãnh đạo để cho dân khổ, thì từ đó họ học cái khổ, hôm nay sau này họ mới biết thương dân, thương Chúa, thương lãnh đạo và xây dựng lại một đất nước hòa hợp đoàn kết. Tại vì nó có sự so sánh, một bên địa ngục, một bên là thiên đàng, muốn cái nào? Hiện giờ nó đang sống địa ngục, tương lai thiên đàng, để mãi mãi về sau nó không còn dám nghĩ tới Hồ Chí Minh hay là thể chế xã hội chủ nghĩa là như thế nào nữa, nghe là nó hoảng hồn, ai bị rồi là tẩn, đúng không? Tẩn tới già.
sau này người ta sẽ có sự so sánh cực kỳ lớn. Người nào giỏi về cái gì là giỏi gì đó. Chỉ có một nước thôi, chả có Bắc, chả có Trung, chả có Nam. Giờ sau này thống nhất tiếng nói, muốn nói tiếng nào nói tiếng Trung rồi nói tiếng Trung, nói tiếng Nẩu rồi nói tiếng Nẩu, nói tiếng Huế nói tiếng Huế, nhưng mà phải có số phiếu áp đảo á. Trên đường công cộng hay ra đường phố là thống nhất trước tiên. Còn về về quê, về xóm làng á, không có thể là mình khôn gọi là không ranh rồi nói chuyện nháy gọi là cho mình khôn. Người khôn thật sự không cần nói gì hết, ngoài trừ sư phụ và bề trên cho nói. Chứ sư phụ không nói câu nào năm năm nay đâu ai biết gì đâu. Tùy theo cái đó, phải là ăn nói luôn đó là khôn và lãnh đạo. Làm như vậy nó tạo cái sự rạn nứt dân tộc. Người ta nghe ta thấy không đồng ý, không ai chấp nhận. Giờ thụ vô lãnh sự quán Moscow không có một người nam làm việc ở trong đó, toàn là Bắc không. Làm gì thì làm sao mà dân phục được, nó phải chia đều ra không mà người giữ. Sau này thụ chia đều hết, người nào giỏi lãnh vực gì giỏi đó. Kỳ thị giữa Bắc với Nam, kỳ thị còn hơn là Mỹ đen Mỹ trắng nữa. Hơn luôn á. Mỹ đen Mỹ trắng thì nó còn không kỳ thị bằng nữa. Là tại sao mình phải như vậy? Thì làm sao quốc gia phát triển được? Chỉ có tâm Bồ Tát, con của trời từ bi xuống rồi mới làm hòa đồng lại hết. Bắc cũng thương, Nam cũng thương, Trung cũng thương, một không chế. Với lại ở trong học đường mình cũng phải dạy cho người ta có cái tâm từ bi đó chứ. Mà à, học mình... đường nó cũng như là trường khai vạch của Mỹ. Dạ. Cái bộ lớn lên từ nhỏ Mỹ. Ở trong trường công giáo hồi dạy sao mình cũng lấy cái mô hình giống như vậy. Là bắt tụi nó phải đọc chú Đại Bi. Cái đạo nào thì cứ cho mày đọc cái đó trước. Trước thì phải học lễ, sau học văn thì quốc gia mới cường thịnh được. Đó là bắt buộc. In 2 miles, take exit 94 toward Texas 10, spur Cottonwood Church Road. Giờ cái nhà của các Mác với Lenin á, bức tường đỏ đó, bố liềm á, nó chỉ còn có giống như có một cây cột á, đó là trung cộng, mà cột trung cộng bây giờ một sắp gãy rồi. Còn nó có hai cây chống hai đầu. Cây của Nga là thấy là coi như là bây giờ là te tưa thì coi như cái nhà này sẽ sập. Còn Việt Nam là há
gì, nằm ở trong đó đó, nó sập xuống. Tại sao trời trời đi mấy vị 2 năm trước hay là năm ngoái, mấy tháng trước mấy vị không có ra lệnh cho bộ lập đảng Thiên Việt? Đảng Thiên Việt là đảng reality, đảng thực tế trên mặt xã hội. Còn Thiên Tâm là về phần tâm linh, rồi về câu chuyện của sư phụ thì đó là một phần, nhưng mà bây giờ vô vấn đề chính, không có vòng ngoài nữa, vô tâm điểm, vô chính. Thì để mà chờ cái cột cuối cùng của Trung Cộng nó in half a mile take exit 94 toward Texas 10 spur Cottonwood Church Road. Là những người mà ghi danh trong Thiên Việt đó sư phụ, là cũng chuẩn bị sẵn sàng để về nước bất cứ lúc nào khi mà được take exit 94 then merge onto US 59 frontage road. Mỗi ngồi meeting trình lên bài trên trình với hội đồng của Hồng Thiên. Merge onto US 59 frontage road then continue straight to stay on US 59 frontage road. Nói là không có nên cho vô đâu, phải thù chọn cái gì chọn, không có gì vô hình chọn. Mô hình cho mấy gì rất là thiệt, ví dụ chẳng qua người phàm không có đủ phước để họ cảm nhận cái này. Mỗi lần mấy gì về mà họp á, continue straight to stay on US 59 frontage road. Còn cái thân người của mình nó đụng vô là có công đầu đụng đầu thì nó u phải không? Không có gì là đụng mình là mình continue for 1.5 miles. Không chứ bộ. Thì mấy gì là người chọn. Chỉ có cái những người này họ trình độ quá thấp, họ có thể quá cao về cái mặt thực tế, họ có thể tiến sĩ thạc sĩ và họ có thể nắm một chức vụ quá lớn ở trong bộ máy chính quyền Việt Nam, họ không có đủ thời gian để họ nghiên cứu về cái linh hồn của họ. Có thể là họ nằm mơ họ cũng quên luôn cái giấc mơ liền đó. Nghĩa là họ bận một thứ, họ không biết nhiều thứ khác. Thì từ đó họ có thể buông ra những cái lời gọi là phạm thượng. Thế giới này là chúng ta là từ cõi siêu nhiên, cõi Quan Âm Thiên xuống, cõi trời xuống. Chúng ta đâu phải là khỉ. Cái thằng mà thông minh nhất đề binh á, bây giờ cả thế giới cười bể bụng. Gần cả mấy trăm năm, gần cả triệu triệu tiến sĩ thạc sĩ học theo nó, thì học theo đóng khùng đúng không? Con người cuối cùng bây giờ những người thời đại của mình thu ra đâu phải cái DNA nào là ra cái DNA đó, ngày xưa nó không có biết, nó nghĩ ra cái vậy là cả trăm năm người ta vô đại học. In half a mile, turn right onto Texas 10, Spur Patton Road. Sau này hiện đại lên người ta mới biết cái DNA không đâu phải dễ thay đổi. Hôm nay sư phụ cũng giống vậy, sư phụ là ông con nội của David, sư phụ nói con người chúng ta là người cõi trời. Chúng ta chỉ mang sắc phàm xuống thế gian để chúng ta học hỏi, nhưng mà học hỏi theo cái thời turn right onto Texas 10 Spur Patton Road hay là học hỏi theo cái thời đại ai cũng ăn hiếp ai, ai cũng tham lam. Nếu ai cũng tham lam, người nào cũng tranh đấu để mà defend, tức là giành sự sống, thì người ta đâu có đủ thời giờ để người ta tu tập. Cho nên sư phụ bắt buộc phải làm lại cái thế giới nó hòa bình lại, the whole world. Thì lúc đó con người ta không có cần phải sợ hãi nữa. Tại sợ thì sao đọc kinh con? Thì làm sao về trời? Có phải là ai là người thiệt thòi? Có phải cha thiệt thòi không? Gửi con mình xuống đây học mà cuối cùng nó không có học, mà xuống đây lo tranh đấu không à. Thì đó là lý do tại sao continue on Texas 10 spur for 4 miles. Rồi mới làm lại để cho tương lai á, là tu là về tu là về dính hết, ai cũng đậu hết. Còn bây giờ 10 người chẳng ai đậu, một cái thù chỉ làm một cái thao trường mới trở lại để đi về, mà hơn là cứ lẫn quẩn như này hoài. Trong mắt của cha mình coi
cái trái đất này cũng như là một cái giống như con nuôi chuồng gà vậy. Lâu lâu con gà ngó mấy con gà này bữa nay nó tưng kiểu nào, chỉnh đốt nó lại, gà đầu đá nhiều quá đem nó quăng bên. Giờ có mấy con á, con tưng giờ cũng chắc chết. Khi mà tổng thống mới của Mỹ mình lên á, trái đất này nó lật ngược lại 180 độ. Thì song song chuyện của sư phụ cũng đi chung nha. Đó là lý do tại sao từ đầu tới cuối phụ cho 100 tuổi rồi nói về ổng nhiều là gì, ổng đâu phải người thường. Người ta không hiểu sư phụ thì người ta cho sư phụ là người thường đi, nhưng mà ổng một người bị ăn hiếp, bị thưa chuyện như vậy mà cuối cùng rồi cũng chở đâu chở đó, thấy cái chuyện như vậy mà con người vẫn chưa biết sợ đó. Là chỉ có trời Phật mới cứu ổng được. Cái người thường làm sao mà ổng qua nổi bao nhiêu nạn tai đó ta? Yeah. Nhiều đó thôi mà người chúng sanh vẫn là vô minh, vẫn là ngu, siêu ngu. Thiệt á, những chuyện trăm là biết cực kỳ là có một cái bàn tay của phép màu rồi, hiểu không? Con su là quá trời rồi, thì mấy con gần để con hiểu, nhưng mà người ngoài kìa, thì nhìn về sự dụ của ông trăm đi. Nhưng mà cuối cùng con người mà không có đủ phước á, còn có nói chuyện nào nữa, không phải là xương thấm đất, nước thấm đất mà lũ lụt cũng vẫn không thấm luôn á, trôi qua luôn. Bây giờ con mới chờ nói, bởi vì bữa Đức Thầy nói con trong những ngày kế tiếp sẽ có nhiều người đến chống đối con á, con chị con đừng có lo, họ như là đá rồi, đụng vô mất công đau tay thêm phải không, bính đá đào tay tìm lơ nó đi. Hòa thượng tới công á, thầy kêu á, con cứ nhiễm cười thôi, đừng có cần phải trả lời hết. Tại vì sau khi cái đảng Thiên Việt ra đời á, họ thiên với hộ sẽ bị nhiều thử thách bởi những cái đó, những cái này, cái vô thần á. Yeah. Vô thần, vô minh, vô tri giác, cho là vô học thức luôn. Người có học thức người ta không có hồ đồ chửi một người. Yeah. Không có làm gì tổn hại xã hội mà chỉ tốt cho xã hội, thì dù cho họ là vô học thức luôn, thì trong cái dạng đó mình nói là sau khi chết cái thần hồn họ bị rất là khổ, hai thành bốn chân chạy vòng vòng. Nhưng mà đa số những chiên họ có hiểu là cái linh hồn tái sanh thành thú nha, họ chưa có biết. Anh ra này phụ huynh gán phải nói sao cho mà học thì thiên tâm là lên lớp, nhưng mà cái lớp mà đang in half a mile turn left onto Texas 36 north, cần phải hiểu, không phải làm cho đã rồi cái nói giờ chót khánh thượng đế cho cái về cõi thiên đàng. Chuyện thiên đàng chào có cho dễ dàng gì đâu. Bữa có người hỏi con á, cái video của con á, con để là linh hồn chúng ta là bất diệt, thì có người hỏi là tại sao nói bất diệt nhưng mà có khi sư phụ nói là vô tiêu hồn tiêu xác. Turn left onto Texas 36 north. Biển về tiêu hồn tiêu xác. Tiêu hồn tiêu xác á, bất diệt á là những người mà còn có thể sửa được những hạt giống lúa, hy vọng là cho đầu thai thành thú thì còn đầu thai trở lại người được. Còn những cái vong hồn mà ở cái thời nay á, mà quá lì á, họ không có đủ cái thời gian thì về trên cho mất luôn, mất hồn mất xác luôn, có nghĩa là họ mất cái thân này là mất luôn á, không được tái sanh nữa. Nhưng song song có những cái linh hồn mà cũng ác nhưng mà không có nổi mà cực ác á, mà không có phạm thượng với những gì. Continue on Texas 36 North for 6 miles. Nó đầu thai thành thú. Nó có hai dạng, tiêu hồn tiêu xác là có thiệt. Và đồng thời đầu thai thành thú là chắc ăn luôn, 100% luôn. Nếu tức là hai dạng ác á. Và bất diệt là khi mà mình đã tu lên những cái cảnh giới cao thì là linh hồn mình không bao giờ bị linh hồn không có bất diệt.
cái đó sau này Hồ sẽ chỉnh lại. Linh hồn không có bất diệt, nếu bất diệt thì làm sao tiêu hồn tinh sáng? Linh hồn thở nguyên sơ nó như một làn khói đục của con chùm củi vô, rồi từ cái làn khói đục này nó có cái tri giác, rồi ngày qua ngày hàng tỷ năm đầu thai thành cỏ, thành đá, thành cây, rồi thành con này con kia, hai chân rồi bốn chân, là để có cái experience thôi, mục đích là cái kinh nghiệm, rồi là trở thành thần thì bắt đầu biết biến hóa, rồi lên thành Bồ Tát thì biến hóa thì nó thành ra một cái luồng khối đặc, trở thành một cái luồng khối rất là siêu tinh vi, 64 dimension đủ màu, muốn biến ra cái gì thì biến, thì đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Phật, Bồ Tát, tiên, cả cha mẹ cũng từ một cái luồng không khí mà. Thì chúng ta cũng vậy thôi, nhưng mà chúng ta là có đứa thì luồng khói đặc, là đặc đen nữa kìa, đặc xám, là đặc trắng, rồi là vàng, đúng không? Từ tu tu lên, thì bây giờ cái luồng khói này nó cứ đen hoài à, nó đen làm ô nhiễm môi trường thì dĩ nhiên cha nó dẹp bên luôn rồi, rồi biến luôn, rồi mất luôn á, mất ngoài không gian luôn. Tiêu hồn tôi thiệt chứ không có bất diệt. Bên kinh chú nói là bất diệt, nhưng mà thời nay thì nói có mất tiêu hồn tiêu thạc, nếu không có ở bài trên không có nói câu đó, trên có hù Phật trời không cần phải hù ai chứ, nói sao làm đúng vậy, ai nghe biết sợ. Có nhiều người nói ồ tiêu hồn tôi khỏe nữa, tôi đâu có biết người chết vậy chứ, mày đã từng sống 1 tỷ năm, mày đầu thai thứ này thứ kia, mày cũng tranh giành sự sống mỗi giây mỗi khắc, tại sao mày không biết sợ? Có nghĩa là con người không có biết lo xa đó. Cũng giống có nhiều bạn nó có bữa nay nó có là vừa làm ra khỏi như vậy, lấy cái paycheck vô đặt bài, không cần biết ở nhà con vợ đang đói, bình sữa cũng không có, thì thằng đó rồi một chút nó sẽ thua, rồi nó về nhà nó ăn gì nó cũng không biết, nó có dạng á, thì cái dạng tiêu hồn tiêu xác là không cần biết cái gì luôn á, hiểu không? À, thì nó có như vậy. Thì ở ngoài đời có những thằng nó vậy đó, vừa lãnh cái lương ra là vô sòng bài đặt cái một xong, rồi chút vợ con về khóc phụ phụ thấy con đói rách không có tiền mua sữa thì nó cứ vô phòng nó nằm ngủ, không biết không mày thằng gì nè. Thì đời sống như vậy thì cũng giống như những cái thằng lì lợm mà nó cứ đôi chói, nó không có chịu nghe lời của thánh nhân nói, rồi cứ nó cứ tìm hiểu hoài thì nó càng ngã, là do cái ngã đó, để nó tìm những cái câu móc méo trả lời xuyên qua xuyên lại, thì thằng đó mới thật sự là sẽ bị tiêu hồn tiêu xác. Không có hiểu không? Dạ. Cho nên con người mình sợ tùy theo chuyện mình phải sợ. Bị chí dũng mình không phải sợ ai hết, nhưng mà mình không có sợ cường quyền ác bá, nhưng mà mình sợ thần thánh thì là mình sợ khôn. Dạ. Còn mình sợ cường quyền ác bá mà mình không biết sợ thần thánh là mình sợ ngu. Đó là như vậy. Còn những cái thằng đó, thằng nào có súng dí ở đầu nó dạ dạ lại người ta thì nó là ngu, nhưng mà nó ngược lại nó lại nó không sợ thần thánh, rồi nó đi hạch hỏi thần thánh những cái câu những cái chữ giống như con nói là linh hồn bất diệt sao kiện nói là tiêu. Con nói mày tiêu á, vì mày quá phạm thượng. Cha ban cho mày một luồng khói đặc để mày thành một cái luồng khói 64 dimension pha lê kim cương để mà biến hóa. Bây giờ mày cứ chống đối lại hoài thì dẹp mày qua một bên chứ còn gì nữa. Còn ngày nào mà cũng dung dưỡng nuôi đâu có đủ management. Giống giờ con đi bỏ một công sức con nuôi một cái con dịch con ấy mà nó cứ đi cắn những con khác hoài á. Thời nay là đó là lý do tại sao màn ba ngũ thú độc cư địa, thằng ai khôn thì người đó được về, người ai không khôn là mất hồn mất xác ở cái thời này. Còn những cái năm về xưa, 50 năm trước, 100 năm trước người ta không có bị, mà bây giờ lại bị. Lý do duy nhất đó là vì thời vàng kim nhà nào cũng không có cần ranh giới, không có ai mà hận thù ai hết. In a quarter mile, turn right onto farm to market 1489 north. Thế giới này sống nổi với nó, những cái thằng Putin là trong tương lai hiếm có lắm, nó là đồ cổ rồi đó, không còn đâu. Tại vì người tốt phải sống với người tốt để mà giành
cho người ta không có cái sự turn right onto Farm to Market 1489 North. Người ta còn lo tu tập. Còn bây giờ kêu continue on Farm to Market 1489 North for 5 miles. Nó có hai dạng, con người biết cầm cuốn kinh biết tu. Đó là giờ ở trong nhà khổ quá, không có việc làm, không có tiền, khổ quá. Rồi thấy thế giới vừa kinh tế, vừa thời tiết, vừa chiến tranh, vừa nhân tâm con người không có đạo đức, tham sân si đầy rẫy khắp toàn cầu. Thì người ta, bắt đầu ta nghĩ tới tâm linh, ta đọc kinh. Thì cũng là đúng, thời điểm này nên đọc kinh. Quá đúng luôn, để mà được cứu, được thiền. Ngược lại, sau cái thời vàng kim, không còn Putin, không còn Tập Cận Bình, không còn những cái người ác, không còn những thể chế độc tài, giống như Hồ nói, thì lúc đó ai cũng thanh bình hết, chỉ cần ở nhà thôi thì cũng có cơm no áo ấm, thì người ta có nhiều thời gian người ta đọc kinh hơn. Thì nó có hai loại, hai dạng như vậy. Thì cái dạng mà sau này á sẽ thành Phật nhiều, tại vì họ đọc rồi họ không có bận tâm chuyện đời nhiều. Còn mình bây giờ mình đọc còn chút mình ra mình cũng bù đầu, là gì mình cũng phải lo cái cuộc sống đang xô bồ và xáo trộn hiện trước mắt đang xảy ra. Đó là hai thời đại. Nhưng mà thời đại sau này á, người mà đọc kinh thiên tâm sẽ về trời nhiều, là nhờ cả một cái xã hội giàu sang thanh bình. Giống như Việt Nam, còn đi góc đường nào cũng có quán karaoke. Làm sao đọc kinh nổi con? Quán nhậu nữa sư. Quán nhậu, karaoke, rồi quán cà phê, giường, trà, giường, quách, và cái gì nó cũng gọi là ăn chơi không á. Nghĩ ăn chơi không. Mỗi xã hội mới, những người thuộc quốc gia, ta đâu có chấp nhận vậy. Mọi người chơi tới 6, 7 chủ nhật, giống kiểu Mỹ thôi, mấy cái bar mở cửa tới 6, 7 chủ nhật. Ngày thường nó cấm hết á, thằng nào mở đi. Đúng không? Nó có ngày, có giờ. Còn bây giờ Việt Nam EVD nó mở, sao mấy ông không cấm thứ hai tới thứ năm đi? Sau này thuộc cấm luôn, thứ hai tới thứ năm á, mà nào mà mở biết. Mình cho một cây số vuông là được bao nhiêu tiệm thôi. Nó không phải muốn mở như chỗ nó làm gì, thì làm sao quốc gia đào tạo được nhân tài? Một bên á thì xây, một bên á thì đập. Không có nguyên thủ quốc gia mà khôn, người ta không bao giờ người ta để những cái chuyện ăn chơi để mà làm hư cái học đường đâu. Mà nếu mà làm như vậy, còn cái học đường mà con đổ cho bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ cũng là dùng rác. Tại nó vừa đi học ra nó ăn chơi rồi cũng như không, tốn tiền tới giải mày. Cho nên khi mà làm cho đúng, cũng như cái nhà vậy, khi con không sửa thôi con remodel phải đúng loại gỗ của nó. Tự nhiên bên đây con làm gỗ rẻ tiền, bên đây là mắc tiền, nó gãy thì sao? Thì sửa cái nhà lại là sửa hết. Mà cái nhà thì con thấy có những cái cột kèo chính là rất là quan trọng để nó chống cái nhà. Nhưng mà song song cái cột á cũng có những con tán, con bồ lon nó không, thì con tán thôi nó quan trọng hơn với viết cái nhà không, để mà xây cái nhà vẫn là quan trọng. Cái gì cũng quan trọng hết. Trong một cái xã hội, trong cặp mắt của sư phụ, cái người mà dở nhất cũng là quan trọng. Nó cũng có cái tài của nó là con tán, hay là con bản lề á, con hiểu không? Thế giờ cái cột là cái cột, nhưng mà con tán mà không có con tán dặn vô thì sao cái nhà nó xây được? Nên trong mắt sư phụ mà chỉnh là một cái nhà mới của nước Việt á, ai sư phụ cũng sử dụng hết. Mà coi mày giỏi về cái gì kìa. Nhưng mà như mấy vị nói, bây giờ mình đang có cái nạn văn hóa như vậy, mình phải mất bao nhiêu thời gian để mà mình thay đổi cái đó được sư phụ? Sư phụ chỉ làm 6 tháng thay đổi. 6 tháng thay đổi sư phụ? Sư phụ sẽ xây rất là nhiều trường chấp co, dịch cái tiếng Việt là trường nội trú. Mà trong đó có những cái công xưởng dạy nghề. Những cái công xưởng này sư phụ bắt buộc những cái công ty mà vô nước Việt phải ký hợp đồng nhận những người này trước thay vì nhận những người khác. Thì cho nên mọi quận huyện, mọi tỉnh thành phải có ít nhất những cái chục cái trường nha, đem tụi mày vô hết. Rồi đồng thời mình dẹp hết mấy cái quán ok, quán cà phê, dẹp hết cho mày thứ 6, thứ 7, chủ nhật giải trí rồi. Thì 6 tháng tụi nó có nghề hết rồi.
rồi bắt đầu từ đó thợ hẹn mày cứ vô mày hẹn đi, mày đừng có nhậu. Nó có tiền rồi nó đâu có buồn đi nhậu, giờ nó buồn nó nhậu thôi chứ nó đâu muốn nhậu đâu con. Nó không có chuyện gì làm nó nhậu thôi. Bây giờ công ty ở Sài Gòn hay là Bình Dương một đống thu lập ra những cái trường dạy nghề kiểu đó thì làm sao mà cầm mấy quán nhậu mày bán được, mày chỉ bán được là... In a quarter mile, turn right onto farm to market 1093 East. Còn thằng nào mà đụng cái thì kia là đó. Cho mày đi ra đi đâu ta, hồ từ bi uống có tử hình, đi ra đảo ấy. Ở đảo hả? Cho ra mấy cái đảo hoàng. Cho dùm cái trại riêng sư phụ. Ở ngoài biển á, có cái đảo hoàng cho nó. Ông cho anh đi làm nghề đánh cá hả? Dạ. Cho mày biết lạnh, tại chị ké sợ lạnh. Turn right onto farm to market 1093 East. Trời, xuống làm người phụ đánh cá. Ây, rồi bập. Chỗ chú phụ là dân sống màn trời chiếu đất mà, chuyện gì thôi không biết. Ô chị... này dễ, 6 tháng là nó xong. Sao có đau bụng không bánh sao bụng? Anh chuyện là gì không? Sắp tới nhà rồi, sắp tới nhà. Mày cũng là tới nhà rồi. Cắt chua. Cái kia này chạy hết lâu hả? Continue on farm to market 1093 East for 2 miles. Nó chỉ cái đường... Nó avoid chỗ đau thao á. Chỗ đau thao á, cái khúc đó nó đi vòng vòng vòng. Nãy để ở chỗ đó. Chị Trang, cái pass thôi chị Trang. Cái pass.